Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tin nóng xe buýt ngày hôm nay: Triệu Lệ Dĩnh nhận lỗi, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư đón tin vui, Nhậm Gia Luân gây tranh cãi. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã tham gia một cuộc phỏng vấn. Tại đây, nữ diễn viên đã không lảng tránh, chân thành tiếp nhận các đánh giá không tốt, nhận một phần lỗi về phía mình khi bộ phim Hữu Phỉ không có kết quả cao. Cô hy vọng bộ phim Giữ Phượng Hành có thể có trạng thái tốt nhất. Đầu năm gây sốt khi khai đoan, cuối năm lại càng quét với bảng xếp hạng với Khanh Khanh Nhật Thường. Bạch Kính Đình trở thành diễn viên được quan tâm nhất trên Dubai vào năm 2022. Trương Tiểu Hàn khen Triệu Lộ Tư có khí chất tiểu long nữ Lưu Diệc Phi năm xưa. Chia sẻ này sau đó gây ra vô số ý kiến trái chiều. Triệu Tình gà mới của Vô Chính, cô gái vướng tin đồn hẹn hò với Hứa Khải vào ngày hôm trước, hôm nay đã tham gia lễ khai máy phim mới. Đáng chú ý, cô nàng gây chú ý khi diện đồ ngủ, khiến dân tình cảm thấy khó hiểu. Giới blogger đã có rất nhiều bình luận trái chiều, có nhận định cho rằng bạn gái tin đồn của Hứa Khải dùng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi, quảng bá cho bộ phim mới. Loạt hình ảnh mới của Dương Mịch gồm tạo hình livestream và quảng bá, cộng đồng mạng khen ngợi trước thần thái và nhan sắc đỉnh cao của cô nàng. Web drama Trí Mạng Nữ Nhân sẽ phát sóng trên Youku từ ngày 30 tháng 12, diễn viên Chu Dĩnh, Nghe Hàn Tẩn, Tôn Kỳ Uyển và Vi Minh Trạch. Tinh Tháng Sáng Lạng là bộ phim truyền hình cổ trang nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả trong năm 2022. Đã được xem là dự án giúp Ngô Lỗ, Triệu Lộ Tư gặt hái thành công. Mới đây, fan phim nức nở tự hào khi Tinh Tháng Sáng Lạng chính thức được xuất ngoại, cụ thể là công chiếu tại hai thị trường lớn Mỹ và Hàn Quốc. Dự án phim Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dư và Triệu Lộ Tư đóng chính đã xuất sắc giành được giải thưởng, chủ đề được người nước ngoài đề cập nhiều nhất. Theo thông tin từ Sina, Nhậm Gia Luân đã gia nhập đoàn phim Vũ Canh Kỷ. Tuy nhiên, trong buổi lễ khai máy, người hâm mộ nam diễn viên đã có nhiều hành động quá khích, bất chấp số ca COVID-19 đang tăng chóng mặt. Hành động của người hâm mộ Nhậm Gia Luân gây ra nhiều tranh cãi. Kéo theo đó, tên tuổi của anh cũng bị công chúng chỉ trích. Đến tối ngày 26 tháng 12, tài tử họ Nhậm lên tiếng trấn an fan, mong muốn họ chú ý đến sức khỏe. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.